được à? Cảm ơn con. Có gì không thằng ơi? Cảm ơn thầy. Khá không tiền đến lần nào của công ty đó. Bên cho cơm bà Hoàng. Cái bình chỉ nhận cái hóa đơn này. Chị lấy chai nữa đây. Cô lấy đi con. Lấy cơm cho bà Hoàng. Từ từ bác ơi, bác ơi. Rồi rồi, mình đứng. Đọc tên chứ, đọc tên con đưa nha. Bản Vĩ Âm. Ở đây là thầy Đức. Ở dòng do em xin Chúa thì Ngân nó có nhận một Ngân ở đây hôm nay Ngân 100 phần cơm mà Long gửi cho Ngân làm á, thì Ngân giao cho thầy Đức ở đại diện cho dòng để phát cho các bệnh nhân á, nghèo ở cái dòng mà đang chữa bệnh ở đây nè. Dạ thầy đại diện thầy nhận nhỉ. Rồi chân thành cảm ơn Long. Long ở Houston. Chị này là bạn con là nữ nha. Cảm ơn anh Long rất là nhiều. Qua chị Ngân thì biết được anh Long á, thì là hôm nay chị Ngân chỉ có nấu 100 phần cơm để mà đến mà giúp cho bệnh nhân đang là điều trị ở khu phòng khám Thiên An, cũng là trực thuộc của bên dòng chợ thầy Thánh Gioan Thiên Chúa. Thì thay mặt cho tất cả các bệnh nhân ở đây thì chân thành cảm ơn anh Long rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả, cho gửi lời cảm ơn tất cả các bạn của anh Long luôn nhé. Xin Chúa chúc phúc này và ban cho anh cũng như là tất cả trong nhóm sức khỏe, sự bình an và chúc năm mới luôn nha. Rồi hy vọng rằng là chúng ta sẽ có cái sự mà liên kết với nhau qua cái sự giúp đỡ cho tất cả những bệnh nhân. Rồi một lần nữa thay mặt cho bệnh nhân chân thành cảm ơn anh Long và gửi lời cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha.